Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin giao thông an toàn ngày 3 tháng 5 của kênh VTC14. Mở đầu bản tin là những thông tin mới nhất về tình hình giao thông tại một số nút giao thông trọng điểm của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mà phóng viên chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, tại thành phố Hà Nội, tình hình giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay rất đông đúc. Ngã ba Võ Thị Sáu đã bị ùn tắc, ngã ba Tạ Quang Bửu, Bạch Mai đã xảy ra một số xung đột giao thông. Các tuyến đường như Trường Chinh, Chùa Bộc, phố Huế, Trần Khát Trân, Hoàng Hoa Thám, các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Còn thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh thì hầu như tất cả các tuyến đường đều có áp lực giao thông cao. Người và phương tiện giao thông tập trung với mật độ cao tại các điểm như đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ngã 6 Dân Chủ, giao lộ Mạc Đĩnh Chi. Tình trạng ùn ứ giao thông xảy ra tại đường Cộng Hòa hướng qua giao lộ Hoàng Hoa Thám và tại vòng xoay ngã tư Vũng Tàu. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trên cả nước mà ngày 3 tháng 5 mà chúng tôi vừa cập nhật từ Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt Bộ Công an. Trên cả nước xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 27 người, bị thương 39 người. Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã kiểm tra xử lý 7.318 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Kho bạc nhà nước thu 2 tỷ 846 triệu đồng, tạm giữ 17 xe ô tô, 1.814 xe mô tô. Trong đó, đáng chú ý là việc thực hiện kiểm soát xe khách, cả nước đã phát hiện và xử lý 102 trường hợp chở quá số người quy định. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Khoảng 6 giờ 10 phút ngày 3 tháng 5, trên quốc lộ 22, đoạn qua khu phố Nam, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông do xe đầu kéo gây ra. Thông tin ban đầu, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 57K7138 kéo theo container 51R2043 chưa rõ danh tính tài xế, lưu thông trên quốc lộ 22 hướng từ An Sương về Củ Chi với tốc độ nhanh. Khi đến địa chỉ trên, do xe đột nhiên mất lái, tài xế phải đánh lái sang trái để tránh gây tai nạn cho các phương tiện phía trước, dẫn đến cả xe đầu kéo lao lên giải phân cách, đâm nát hơn 10 mét rào chắn bằng thép, làm ngã đổ nhiều cây xanh, rồi lao sang phía làn đường ô tô hướng ngược lại, án ngữ giữa đường. Lúc này có nhiều phương tiện lưu thông trên đường, nhưng tất cả đều may mắn thoát nạn. Đến hơn 7 giờ cùng ngày, Cảnh sát Giao thông quận 12 đã giải quyết xong hiện trường vụ việc, xe cứu hộ đưa phương tiện đi nơi khác. Do chiếc xe đầu kéo chắn ngang đường nên giao thông qua khu vực trên cả hai chiều ùn tắc nghiêm trọng. Theo thống kê của công ty bến xe Hà Nội, trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, qua công tác kiểm tra hoặc do phản ánh của hành khách và phương tiện thông tin đại chúng, các bến xe trên địa bàn đã phát hiện được 21 trường hợp đơn vị vận tải chở quá số khách quy định, chủ yếu rơi vào các tuyến có quãng đường di chuyển ngắn như Hà Nội, Thanh Hóa, Nam Định về các huyện. Công ty bến xe Hà Nội đã có văn bản xử lý 34 trường hợp xe khách có những sai phạm về thu giá vé cao hơn niêm yết, chở quá số khách quy định. Bên cạnh đó, công ty bến xe Hà Nội cho biết các bến xe sẽ từ chối phục vụ, không cho vào và xuất bến trong vòng 5 ngày từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 5 năm 2013 đối với các công ty vận tải vi phạm. Vào chiều qua mùng 2 tháng 5, thông tin từ Công an huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ đối với vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Đồng Lâm, xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế vào chiều 30 tháng 4 năm 2013. Cơ quan công an cũng đã bắt tạm giam đối với tài xế Tôn Thất Tùng, 36 tuổi, trú tại phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Người đã điều khiển xe container đâm vào xe khách chạy ngược chiều về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Trước đó, như đã đưa tin, vào lúc 13 giờ ngày 30 tháng 4, tại km 299+400 trên quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Đồng Lâm, xe khách 30 chỗ biển số 38N5435 của nhà xe Khánh Truyền do anh Lê Đình Trinh, 32 tuổi, trú xã Thạch Trung, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển, lưu thông theo hướng Huế Hà Tĩnh. Khi đến đoạn đường thuộc thôn Đồng Lâm, xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế thì bị xe container biển số 29C06576 do Tùng điều khiển chạy ngược chiều lấn đường đâm trực diện. Hậu quả, vụ tai nạn làm 5 người chết, 8 người trọng thương. Sáng sớm hôm nay, tàu Lam Hồng 26, trọng tải 973 tấn, thuộc công ty cổ phần xây lắp thương mại tổng hợp Lam Hồng Nghệ An, đang hành trình chở quặng sắt từ Nghệ An đi Trung Quốc thì bị chìm tại vùng biển gần đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.
Trước đó và đêm qua, tàu Lam Hồng 26 với 8 thuyền viên đang hành trình tại vị trí có tọa độ 20,5 độ Vĩ Bắc, 107,45 độ Kinh Đông, gần đảo Cô Tô thì bị vướng chân vịt, khiến tàu bị nghiêng 20 độ trong khu vực thời tiết có gió đông đông nam cấp 5, nguy cơ bị chìm tàu rất cao. Rất may vào thời điểm đó, tàu Hoàng Huy 36 đang cùng hành trình, nhận được tin báo hỗ trợ cứu nạn từ tàu Lam Hồng 26, nên đã kịp thời có mặt, cứu sống được cả 8 thuyền viên gặp nạn lên tàu an toàn trước khi tàu Lam Hồng 26 chìm. Thưa quý vị, trước sự việc tài xế taxi hãng Trung Việt đòi khách phải trả gần 1 triệu đồng cho 7 km xảy ra gần đây, Hiệp hội Taxi Hà Nội đã lập đường dây nóng để hành khách phản ánh những bất cập của loại phương tiện này. Cho rằng vụ việc này làm ảnh hưởng đến hình ảnh taxi thủ đô, Hiệp hội Taxi Hà Nội đã thiết lập đường dây nóng 04-377-10851 và 04-3852-5252 để hành khách phản ánh về chất lượng phục vụ cũng như giá cước của các hãng taxi. Cùng với đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã chỉ đạo thanh tra giao thông và các phòng chức năng kiểm tra hoạt động của hãng Trung Việt. Nếu hãng vi phạm nghiêm trọng quy định về kinh doanh vận tải khách thì phải dừng hoạt động. Về phía mình, đại diện taxi Trung Việt cho biết đã lập hội đồng kỷ luật, buộc thôi việc và xử phạt tài xế 20 triệu đồng. Trước đó, chiều 28 tháng 4, khi đi hưởng tuần trăng mật ở Việt Nam, vợ chồng anh David Patrick đã bị tài xế taxi Trung Việt ép trả 980.000 đồng cho quãng đường gần 7 km từ Bảo tàng Lịch sử Quân sự đến Bảo tàng Dân tộc học. Thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa công bố cho thấy, mỗi năm trên thế giới có hơn 270.000 người đi bộ thiệt mạng trong các tai nạn trên đường phố. Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng, an toàn đường phố đã trở thành vấn đề lớn liên quan tới phát triển và y tế công cộng. Ở nhiều nơi, việc đi bộ hay sử dụng xe đạp chưa được đảm bảo an toàn. Khoảng 50% số người thiệt mạng trên các đường phố là người đi bộ, đi xe đạp hay đi xe gắn máy. Cũng theo tổ chức này, các nước cần áp dụng ngay các biện pháp như kiểm soát tốc độ, cũng như kiểm soát việc uống rượu khi lái xe, xây dựng cơ sở hạ tầng tốt hơn cho người đi bộ với các làn đường riêng, lối đi an toàn cho người sang đường, nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng, cũng như kêu gọi các chính phủ vào cuộc trong việc bảo vệ an toàn cho người đi bộ. Tổ chức Y tế Thế giới sẽ khởi động tuần lễ an toàn đường bộ toàn cầu của Liên Hợp Quốc lần thứ 2 từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 5 với khẩu hiệu nâng cao an toàn cho người đi bộ. Cứ sau mỗi kỳ nghỉ lễ Tết, Hà Nội lại rơi vào tình cảnh ùn tắc nghiêm trọng. Các giải pháp cả trước mắt và lâu dài liên tục được triển khai, nhưng xem ra bài toán ùn tắc vẫn còn đang là một vấn đề nhức nhối hiện nay. Thạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy, một trong những chuyên gia trong lĩnh vực giao thông, đã chỉ ra 5 yếu kém, thiếu tầm nhìn của giao thông thủ đô. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, nguyên giám đốc nhà xuất bản giao thông, đã chỉ ra 5 dấu mốc thể hiện sự thiếu tầm nhìn, trở thành nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng ùn tắc đô thị hiện nay. Thứ nhất, việc xây dựng cầu Thăng Long không đúng địa điểm với số vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, nhưng chỉ phục vụ cho một lượng phương tiện nhỏ. Thứ hai, chậm triển khai các cầu vượt sông Hồng. Thứ ba, trước đây người Pháp đã xây dựng gần 40 km tàu điện ở Hà Nội, phương tiện mà ở trên thế giới, không nước nào thiếu, ngay cả ở những thành phố đông dân. Nhưng đến năm 1989, chúng ta lại cho phá bỏ. Thứ tư là Hà Nội đã bác bỏ ý kiến của nhiều nhà khoa học từ những năm 90 về quy hoạch hệ thống tàu điện. Đến nay, thủ đô vẫn chưa có một tuyến tàu điện ngầm cũng như đường sắt đô thị nào cả. Và cuối cùng là việc xây dựng chậm trễ các cầu vượt ở ngã tư. Ngoài ra, tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy cũng đánh giá việc triển khai một số giải pháp không mang tính lâu dài mà Hà Nội thực hiện trong thời gian qua như phân làn, bịt ngã tư, xây dựng đường chất lượng cao, những tuyến xe buýt nhanh đang không mang lại hiệu quả. Một cảnh sát giao thông Hà Nội lại phải đánh đu lên cần gạt nước để chặn xe khách vi phạm. Vụ việc xảy ra vào chiều qua khi một xe khách đi sai làn đường bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng lại nhưng tài xế cố tình không chấp hành. Tài xế phương tiện vi phạm hiện đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Trao đổi với phóng viên VTC14 chiều nay, Trung tá Nguyễn Chí Công, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 6 Công an thành phố Hà Nội cho biết, tài xế Nguyễn Thanh Phượng trú tại Phú Thọ đã thừa nhận hành vi vi phạm và giải thích để xảy ra tình huống trên là do không hãm kịp phanh. Đội cảnh sát giao thông số 6 đã lập biên bản xử phạt tài xế lỗi đi sai phần đường và chở quá 4 người, tổng số tiền khoảng 2 triệu đồng.
Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều qua, trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn đầu cầu vượt Mai Dịch, một xe khách 29 chỗ đi sai làn bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng lại. Tuy nhiên, xe khách không chấp hành hiệu lệnh và đâm thẳng về phía cảnh sát, khiến chiến sĩ cảnh sát đứng ở đầu xe phải đi giật lùi. Thấy xe tiếp tục lăn bánh với tốc độ nhanh hơn, chiến sĩ cảnh sát vội bám vào cần gạt nước để tránh. Xe chạy tiếp hơn chục mét, tài xế mới chịu dừng lại. Đây không phải là lần đầu tiên lực lượng cảnh sát giao thông phải đối mặt với tình huống này, cho thấy ý thức kém và coi thường pháp luật và tính mạng người khác của một bộ phận tài xế hiện nay. Tiếp theo chương trình như thường lệ là lịch bay hàng không trong ngày. Còn bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục câu chuyện giao thông. Tình hình tai nạn giao thông trên các tuyến đường liên thôn, liên xã trong 4 tháng đầu năm trên địa bàn Hà Nội được công an thành phố đánh giá là có những diễn biến khá phức tạp khi chiếm tới gần 80% tổng số vụ tai nạn nghiêm trọng trên toàn địa bàn. Không ít vụ trong số đó để lại hậu quả thương tâm như tử vong hay chấn thương sọ não. Dẫn tới tình trạng trên không thể không nhắc tới nguyên nhân nhiều người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy còn đang thờ ơ với mũ bảo hiểm. Ông Đào Xuân Đà, xã Trì Thủy, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, ra chợ mua thức ăn cho cháu nhỏ. Dù nhà cách chợ hơn 500 mét, nhưng khi điều khiển xe máy, vẫn phớt lờ quy định đội mũ bảo hiểm. Tôi có đầy đủ hết ạ. Cháu này, con tôi ra xã này, nó lấy tôi mũ của xã này này. Trên đường liên xã Trì Thủy, cảnh sát giao thông và công an xã tổ chức cắm chốt khoảng 30 phút, nhưng đã phát hiện hàng loạt trường hợp điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Sau khi bị xử phạt, phần lớn người vi phạm đều thừa nhận là do tâm lý chủ quan và chưa nhận thức được đầy đủ những nguy cơ tác hại của việc không đội mũ bảo hiểm khi xảy ra va chạm hay tai nạn giao thông. Thấy đi gần nên là tôi cũng không mang mũ bảo hiểm đi, vì tôi cũng chưa có bằng lái xe. Pháp luật thì cũng biết đấy, nhưng mà vì nhà nó gần cái đây cho nên các anh cũng thông cảm. Ban An toàn giao thông xã Trì Thủy cho biết, từ đầu năm đến nay, công an xã đã phát hiện, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm và đều yêu cầu ký cam kết không tái phạm. Thế nhưng có một thực tế, nhiều người tham gia giao thông vẫn có tâm lý chủ quan, chưa nhận thức được đầy đủ quy định đội mũ bảo hiểm. Thậm chí có nhiều trường hợp sử dụng cả mũ bảo hiểm kém chất lượng, không có tem và nhãn mác. Mặc dù trước đó, xã đã tổ chức đổi mũ bảo hiểm đạt chuẩn, có trợ giá cho người dân. Dân thì điều kiện làm nông nghiệp nó có khó khăn, chưa có thể rằng là đổi mũ và mua mũ khác để thay thế được, nên rằng là người ta đã như vậy là không đội, hoặc là cũng có những cái trường hợp là đi gần, nghĩ rằng là chỉ đi gần nên rằng là đã không như vậy là đội mũ bảo hiểm. Và ngoài ra thì cũng còn một số ít, ví dụ đi ở các cái đường ngõ là ngại là vẫn chưa chấp hành. Theo công an huyện Phú Xuyên, hành vi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm giả là rất nguy hiểm. Khi xảy ra va chạm, tai nạn giao thông, nguy cơ dẫn tới chấn thương sọ não là rất cao. Tai nạn giao thông mà tự ngã lại diễn biến phức tạp hơn, bởi vì là không đổi mũ bảo hiểm sau khi ngã là xảy ra tai nạn rất là thương vong, thương tích tương đối lớn, nặng, không chết thì bị thương nặng. Tai nạn nghiêm trọng gia tăng trên đường liên thôn, liên xã là thực tế đã được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cảnh báo ngay từ dịp đầu năm, và Hà Nội là một trong những địa phương nổi cộm về tình trạng này. Theo mục tiêu của năm An toàn Giao thông 2013, các địa phương phải kéo giảm từ 5 đến 10% số vụ người chết và tai nạn giao thông.
Chỉ tiêu này không phải là khó thực hiện, điều quan trọng là chính quyền cấp cơ sở phải thực sự vào cuộc và người dân phải thực sự có ý thức chấp hành pháp luật. Bản tin giao thông an toàn ngày 3 tháng 5 của kênh VTC 14 xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo.